Hôm nay, 12 tháng 10, loạt nhà băng giữ lãi suất đặc biệt, tổng hợp lãi suất tiết kiệm Vietcombank, Vietinbank, Agribank. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Ngân hàng BVcombank đang dẫn đầu thị trường về mức lãi suất đặc biệt khi khách hàng gửi tiền tại quầy với mức 9,5% cho kỳ hạn 12 đến 13 tháng, cao nhất thị trường hiện nay. Tuy nhiên, điều kiện để được trả mức lãi suất lên đến 9,5% một năm là khách hàng phải có số dư tiền gửi tối thiểu 2.000 tỷ đồng. Ngoài BVcombank, một số ngân hàng khác như Đông Á Bank, ACB, MSB cũng đang duy trì lãi suất đặc biệt. Tại MSB, lãi suất đặc biệt đã giảm từ 8,5% một năm xuống còn 7% một năm, với điều kiện khách hàng cần có số dư tiền gửi tối thiểu 500 tỷ đồng và gửi tiền kỳ hạn 12 đến 13 tháng. Tuy nhiên, MSB còn áp dụng chính sách lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng bình dân, khiến người gửi tiền có thể lĩnh lãi suất thực cao hơn từ 0,3 đến 0,5% một năm so với lãi suất huy động trực tuyến được ngân hàng công bố. Cụ thể, tiền có kỳ hạn trực tuyến, sản phẩm lãi suất đặc biệt được MSB niêm yết lãi suất 5,1% trên năm cho kỳ hạn 6 tháng, 5,7% một năm cho các kỳ hạn 12 tháng, 15 tháng và 24 tháng. HD Bank niêm yết lãi suất đặc biệt với tiền gửi kỳ hạn 13 tháng lên tới 8,1% một năm, kỳ hạn 12 tháng là 7,7% một năm. Các mức lãi suất ngân hàng này cao hơn từ 2,3% đến 2,5% một năm so với lãi suất huy động tại quầy áp dụng với khách hàng thông thường. Điều kiện để được nhận lãi suất trên là khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỷ đồng trở lên và lĩnh lãi cuối kỳ. Đông Á Bank cũng là một trong số các ngân hàng trả lãi suất đặc biệt tới 7,5% một năm cho tiền gửi kỳ hạn 13 tháng, cao hơn 2,2% một năm so với lãi suất huy động thông thường được ngân hàng này niêm yết. Người gửi tiền chỉ cần có số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên. Hạn mức tiền gửi 200 tỷ đồng cũng là điều kiện để ngân hàng ACB cho khách hàng được hưởng lãi suất đặc biệt khi gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 13 tháng. Tuy nhiên, mức lãi suất này thấp hơn so với lãi suất thông thường tại nhiều ngân hàng khác, chỉ ở mức 5,9% một năm và 5,7% một năm nếu chọn hình thức lĩnh lãi đầu kỳ. BVBank áp dụng lãi suất 6% kỳ hạn 24 tháng và 12 tháng. VRB và Đông Á Bank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 24 tháng. Sài Gòn Bank áp dụng mức lãi suất 6% cho kỳ hạn 13, 18 và 24 tháng, mức 6,1% cho kỳ hạn 36 tháng. Khách bay VPBank áp dụng mức lãi suất 6,1% cho kỳ hạn 12 tháng. Ocean Bank áp dụng mức lãi suất 6,1% cho kỳ hạn 24 tháng. Bắc Á Bank áp dụng mức lãi suất 6,05% cho kỳ hạn 24 tháng. Ngoài lãi suất đặc biệt được các ngân hàng công bố, lãi suất huy động cao nhất theo niêm yết của các ngân hàng hiện nay là 6,15% một năm do ngân hàng NCB niêm yết cho tiền gửi kỳ hạn 18 đến 60 tháng. Phần tiếp theo của video sẽ mang đến cho bạn những thông tin nổi bật khác mà bạn không nên bỏ lỡ. Các bạn hãy cùng nhau xem tiếp video để biết đó là gì nhé! Mới đây, theo ghi nhận, lãi suất tiền gửi tại Agribank được niêm yết quanh ngưỡng 1,7 đến 4,8% tùy từng kỳ hạn. Lãi suất kỳ hạn 24 tháng niêm yết ở mức cao nhất lên tới 4,8%. Thấp hơn một chút, lãi suất kỳ hạn tiền gửi tiết kiệm 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng là 4,7%. Kế tiếp là kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng, lãi suất Agribank là 3%. Lãi suất kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng, lãi suất thấp hơn ở ngưỡng 2%. Còn ở kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất Agribank ở mức 1,7% đối với lãi suất gửi tiết kiệm không kỳ hạn, Agribank đang áp dụng ở ngưỡng 0,2%. Bạn đánh giá mức lãi suất trên như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn like, share và ấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính bất động sản nhé. Xoay quanh thông tin về lãi suất ngân hàng, chúng tôi đã sản xuất nhiều video liên quan. Nội dung chi tiết được đính kèm ở phần mô tả và cuối video này. Quý vị và các bạn hãy nhấn vào đường link để xem thêm nhé. Đang tìm kiếm những sản phẩm tiện ích hiện đại cho cuộc sống hàng ngày? Hãy cùng khám phá ngay top 6 sản phẩm hot tại cửa hàng Cà Phê Lên mà bạn không nên bỏ lỡ. 1. Máy xay sinh tố đa năng Godwell, đáp ứng mọi nhu cầu xay nhuyễn thực phẩm. 2. Máy massage gân cầm tay Booster U1, giúp giảm căng cơ, thư giãn. 3. Quần dài nam Guzzardo, chất liệu vải gió thể thao cao cấp, mang lại sự khỏe khoắn, thoải mái. 4. Tai nghe Bluetooth Beats WM01 TWS, công nghệ chống ồn hiện đại. 5. Nồi cơm điện Sharp, thiết kế hiện đại với đáy 5 lớp, giúp cơm nấu chín đều, thơm ngon. 6. Đèn năng lượng mặt trời 2500W, giúp tiết kiệm năng lượng. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm chất lượng này. Hãy nhấn vào cửa hàng Cà Phê Lên ở góc trái màn hình hoặc xem thêm dưới phần mô tả để mua sắm ngay hôm nay với giá ưu đãi tốt nhất nhé.